chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Vàng SJC đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá liên tục. Hiện vàng SJC đã tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng một lượng so với chiều qua, vọt lên đỉnh mọi thời đại ở mức 89,3 triệu đồng một lượng. Hiện chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới đã bị kéo giãn thêm gần 2 triệu đồng một lượng so với hôm qua, từ 16,5 triệu đồng một lượng lên 18,4 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 8 lần điều chỉnh giá vàng kể từ đầu giờ sáng, công ty SJC tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 87 triệu đồng một lượng mua vào và 89,3 triệu đồng một lượng bán ra. Tiệm vàng My Hồng cũng tăng tổng cộng 1,7 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với chiều hôm trước, lên 87,7 triệu đồng một lượng mua vào và 88,9 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty P&G cũng đã điều chỉnh giá tăng 4 lần, tăng tổng cộng 1,7 triệu cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 86,8 triệu đồng một lượng mua vào và 89,1 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng một lượng mua vào và 89,05 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1,35 triệu đồng chiều mua và 1,55 triệu đồng chiều bán so với hôm trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 chỉ nhích nhẹ 200.000 đồng một lượng. Công ty SJC và P&G niêm yết ở mức 73,5 triệu đồng một lượng mua vào và 75,2 đến 75,3 triệu đồng một lượng bán ra, cùng tăng 200.000 đồng cả hai chiều mua bán so với hôm qua. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 5 giờ Việt Nam giảm xuống 2.308,8 đô la Mỹ một ounce, giảm 5 đô la Mỹ so với trưa nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 70,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,4 triệu đồng một lượng, từ mức 16,5 triệu đồng một lượng vào hôm trước, thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 4,4 triệu đồng một lượng. Chiều ngày 9 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phản hồi thông tin về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, nhằm bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng các kỳ thi và quyền lợi của người dự thi. Mới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã có kết luận thanh tra đối với một số đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. Theo kết quả thanh tra, trước thời điểm được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị này đã có hành vi liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được phép, vi phạm quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 11/2022/TT-BGDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng đã ban hành công văn số 889/QLCL/QLVBCC ngày 9 tháng 6 năm 2023 về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và công văn số 999/QLCL/QLVBCC ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Như vậy, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ. Thời gian tới, Cục Quản lý Chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị tổ chức, thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm, nếu có, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi, đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, ngày 8 tháng 5, Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDB Việt Nam tại trụ sở công ty ở số 161A Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết,
hơn 56.200 chứng chỉ IELTS của IDB được cấp vào năm 2022 là sai quy định. Lý do, đến ngày 17 tháng 11 năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo mới có các quyết định cho phép công ty IDB Việt Nam cùng các bên Việt Nam liên kết với IELTS Australia Pty Ltd, tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty IDB đã liên kết tổ chức thi IELTS. Sáng ngày 9 tháng 5, IDB phát đi thông báo khẳng định 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022, mà thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo kết luận là trái phép vẫn được hơn 12.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. IDB cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo để đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp. Trong ngày 9 tháng 5, nhiều thí sinh lo kết quả vào đại học năm trước bị hủy hoặc không được xét năm nay, khi 56.200 chứng chỉ IELTS bị kết luận sai quy định. Đến trưa và chiều ngày 9 tháng 5, đơn vị chức năng ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành việc cắt tỉa, cứu chữa và phục dựng cây đa 100 năm tuổi bị đổ ở khu vực quảng trường Kỳ Đà. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, sáng nay ngày 9 tháng 5, người dân ở thành phố Hà Giang phát hiện cây đa khoảng 100 năm tuổi ở khu vực quảng trường trung tâm Kỳ Đà, gần cột mốc số 0 quốc lộ 2, thuộc phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang bị mưa gió quật đổ, chắn ngang đường. Theo người dân, khi cây đổ, không có người và xe cộ qua lại hoặc đậu bên dưới. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cây đa cổ thụ bị gió mưa quật ngã chỉ sau một đêm. Ngay sau khi xảy ra sự việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang đã đề nghị công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Giang huy động phương tiện và nhân lực đến khắc phục. Phương án mà công ty môi trường đô thị đưa ra là cắt tỉa bớt ngọn, cành, tán to già, dùng xe chuyên dụng để di dời một phần thân cây gãy đổ, đảm bảo lưu thông cho xe cộ. Đối với phần gốc cây, công ty quyết định sử dụng xe cẩu, di chuyển vào công viên cây xanh, cạnh bờ sông Lô và cột mốc số 0 để trồng lại, hy vọng có thể sớm phục hồi, tái tạo. Vị trí trồng lại cây đa chỉ cách nơi cũ khoảng 15 mét, có nền đất chắc và đảm bảo điều kiện thuận lợi để giúp cây sinh trưởng tốt trong thời gian tới. Chiều ngày 9 tháng 5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin các sinh viên nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức đã phối hợp điều tra dịch tễ. Kết quả ghi nhận, 19 bệnh nhân là sinh viên ngụ tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 13 em ở ký túc xá khu B, 5 em ở ký túc xá khu A, 1 em ở ký túc xá Đại học Ngân hàng. Tất cả 19 sinh viên đều ăn tối ở căng tin B4 tại ký túc xá. Sau khi ăn khoảng 2 đến 3 giờ, các em xuất hiện triệu chứng mệt, đau bụng, nôn ói. Tối ngày 8 tháng 5, các sinh viên lần lượt được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Hiện tại, sức khỏe 19 bệnh nhân ổn định, chuẩn bị xuất viện. Bước đầu, tổ công tác nhận định đây là một trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể. HCDC cùng với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xác định nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm. Chiều cùng ngày, Ban giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thăm, động viên các sinh viên bị ngộ độc. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, gần đây liên tiếp xảy ra những trường hợp ngộ độc thực phẩm ở thành phố và các tỉnh thành. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao. Vì vậy, cần lưu ý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, những hàng quán lề đường cũng như tại chính mỗi gia đình. Từ phản ánh của người dân, ngày 9 tháng 5, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng có mặt tại khu vực bãi trước biển Mũi Né, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để ghi nhận về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do rác thải gây ra tại đây. Theo quan sát, tại khu vực bãi trước biển Mũi Né, khu phố 7, phường Mũi Né, hình ảnh bờ biển dài hàng cây số ngập ngụa trong đủ loại rác thải, bốc mùi hôi thối. Nhiều đoạn bờ biển nơi đây bị người dân thải bao ni lông, chai nhựa, vỏ sò, ngư lưới cụ, phủ kín bãi biển, không còn nhìn thấy bờ cát. Cũng theo ghi nhận, một số người dân sinh sống gần khu vực trên vô tư đưa rác ra đổ thẳng xuống biển mà không bị ai nhắc nhở. Trên bãi biển, các loại xà bần, rác thải sinh hoạt được đổ khắp nơi. Anh Lê Thanh, du khách tỉnh Đồng Nai, ngán ngẩm,
cho biết nghe bãi trước mũi né đẹp nên tôi đưa gia đình tới chụp ảnh, mua hải sản. Vậy nhưng vừa bước chân xuống, cảnh tượng bãi biển ngập trong rác thải, bốc mùi hôi thối đã khiến gia đình tôi quay ra ngay lập tức. Chị H, ngụ phường Mũi Né, cho biết các loại rác thải này chủ yếu do một số bộ phận bà con ngư dân thải ra trong quá trình sinh hoạt, đánh bắt, mua bán, trao đổi hải sản. Bãi trước Mũi Né bây giờ không khác gì một bãi rác, hôi thối. Khách du lịch đến chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, cho biết đã nắm được những phản ánh về tình trạng rác thải tại khu vực bãi trước biển Mũi Né. Tuy nhiên, do lượng rác thải quá lớn nên đang đề xuất phương án thuê phương tiện, nhân lực để xử lý. Khu vực bãi trước biển Mũi Né có cảnh đẹp nên thơ, là nơi neo đậu nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương, nên được rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Tuy nhiên, trước thực trạng bãi biển nơi đây đang bị ô nhiễm trầm trọng không chỉ ảnh hưởng lớn đến môi trường, mà còn gây hình ảnh xấu xí trong mắt khách du lịch. Do đó, ngành chức năng cần sớm có biện pháp xử lý. Ngày 9 tháng 5, theo Công an quận Cầu Giấy, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận đã phát hiện, lập kế hoạch bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn. Các đối tượng thuộc đường dây này thường xuyên đăng tải các hình ảnh mặt hở hang của gái bán dâm, công khai trên hàng loạt các website để câu khách. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Duy Hưng, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Theo hồ sơ, tháng 11 năm 2022, Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng phát hiện. Trên các trang web, Hưng có quyền cao nhất cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ, sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội và các tỉnh thành phố khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang. Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê một căn nhà 5 tầng biệt lập tại ngõ Một Trại Cúc, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động. Để điều hành đường dây này, Hưng thường xuyên liên lạc bằng tài khoản mạng xã hội, đặt chế độ sau khi đọc tự xóa, không lưu dấu vết trao đổi. Theo cơ quan công an, khi có khách, Hưng yêu cầu gái bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn. Đối tượng Hưng còn lập hai nhóm hoạt động độc lập, phục vụ cho công việc của mình. Tính đến khi bị bắt, đường dây hoạt động môi giới mại dâm do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.